Ui, các bạn nhé, các cụ ngày xưa thường nói là gì? Cây thì chạm lá, cá thì chạm bầy. Thì hôm nay em lại thêm một câu nữa là chim thì chạm lông. Thì trong quá trình gây nuôi trang trại và cũng như là giao lưu, phân phối và cung cấp giống chim cho quý anh chị, các ông, các bác và các em, anh em đam mê yêu thích cái dòng chim này trên toàn quốc á, thì em cũng đúc rút ra được một số cái kinh nghiệm mà hôm nay em muốn chia sẻ với cộng đồng những người đang xem kênh Chim Cú Gáy Hay. Thì ở bên phải màn hình là cái con trong cái clip mà cái đầu mấy cái hà hầu của nó là em đã đánh dấu phần mực đen. Thì em con chim đó thì em nó đã tợn và nó đã gồ rất nhiều trong những trường hợp đấy. Thì thường ra thì chúng ta lên gặp phải vấn đề trong quá trình nuôi là chúng ta gặp phải vấn đề là không xác định được giới tính của con chim. Ví dụ như là mình cứ gọi là con chim trống và con chim mái hay con chim đực và chim cái. Thế thì có một cách mà mình vẫn hay thường làm, và cái này thì mình sẽ có những cái thuận lợi hơn một số anh em, bởi vì trong cái khuôn viên trang trại mà mình đang sở hữu có thể lên số lượng rất là nhiều đấy, hàng hàng trăm con, vài trăm con. Thế thì có những đôi thì nó đã là đôi sinh sản thì mình đã xác định chắc chắn đó là con đực rồi. Thì bằng những cái phương pháp là hôm nay mình muốn nói đến là chúng ta dùng chính cái loài đó để chúng ta test kiểm tra và chúng ta xác định được cái con chim nó biết về giới tính của nhau. Ở trường hợp thứ nhất, nếu như chúng ta nghi nó là con mái, đúng không ạ? Chúng ta nghi nó là con mái, cái con mà chúng ta đang muốn kiểm tra đấy, ví dụ như con đứng ở trên bên trái màn hình nó rỉa lông đấy, thì chúng ta nghi là con mái thì chúng ta thả nó vào một con trống đấy, thả nó vào một con trống. Nếu thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp: nếu như con chim đó chúng ta đang nghi là con mái và nó là con mái phản ứng như một con mái thực thụ, thì nó thường nó hay khép nép khúm núm và thậm chí nó lại muốn khoe sắc đấy, nó rỉa lông và nó có vẻ như nó lép vế hơn, mà có vẻ như nó quyến rũ cái con chim đực kia đấy. Đấy là trường hợp gọi là thuận, đúng như phán đoán của mình. Với cái trường hợp này thì chúng ta lên tìm một con đực, một con chim đực vừa phải thôi, để chúng ta test cái bài này là vừa ký. Đấy, nếu như chúng ta mà chơi một con đực nó quá là tợn, quá là căng thì nó vào thì nó ép con chim này, mà trong trường hợp con chim này nó cũng là con chim đực thì nó bị ép nhiều quá thì nó phải phải nép vế thôi. Đấy. Đấy. Thế thì trong trường hợp này là bản thân mình là quay cho các bạn này thì đấy, nó gù luôn. Đấy. Thì có những cái quá trình mình thực hiện thì cái chính cái con mình nghi đó nó lại bật lại con kia đấy, có nghĩa là gì, nó là hai con đực nhưng mà cái con kia thì là không hăng bằng, và con chim của mình nó lại là con chim bình thường, mình nghi nó là con chim mái đấy, nhưng mà nó lại đấy, nó lại đấy. Như thế này thì cũng là phương án hôm nay á, thì cái con mà nó vừa rỉa lông con kia thì mình cũng chưa xác định nó là con đực hay con cái cả đấy. Thế thì bài toán như hôm nay là mình thả hai con, mình gọi là mình chưa biết được giới tính con nào 100%, thì mình thả vào như thế này thì con nào mà nó hăng hơn thì nó gù con kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn xác định rõ ràng nhất thì thường chúng ta lên tìm có một con mái đẻ rồi đấy, có hương sắc vẹn toàn. Nó sắc là gì, là con chim mái đấy là gì, đẹp mắt, long lanh bồ câu đấy, ngực mượt,
lông mượt đấy, và các đường cong đâu vào đấy đấy, nó cũng như là một cô gái đẹp, trẻ đẹp đấy, đang gọi là hương sắc vạn toàn. Sắc là gì? Là rất quyến rũ. Hương là gì? Báo hiệu cho đối phương khác giới một cái gì đấy rất là trẻ trung, một cái gì rất là gì, điện nước căng, đúng không ạ? Nói cái này thì nghe có vẻ là sexy quá nhỉ, nhưng không sao, nói vui thôi, để cho các bác theo dõi kênh thì các bác đừng rời xa kênh của em, bởi vì cái mùa Covid này là mấy hôm nay là em bắt đầu là không phải đi gửi hàng, không phải quản lý cái hệ thống bán hàng của em. Vừa đà điểu, vừa chim cu, vừa chuột lang, nên là em sẽ rỗi, và em rỗi thì em ra hay làm được rất nhiều điều, em hay ra kế hoạch. Thì hôm nay là mùng 9 tháng 5 thì em sẽ ra kế hoạch, lần từ này em sẽ để ý một chút về những cái video và những cái khán giả, cũng như là cho ra rất nhiều giá trị về cái chủ đề chim cu gái hay trên kênh YouTube chim cu gái hay này đấy. Thế thì trở lại vấn đề thì như thế thì trong trường hợp vừa rồi là cái chính cái con gù gù vừa rồi ấy, là nó lại tợn hơn, và cái con kia quay ra thì lại là gì, là vuốt lưng rỉa lưng. Thế thì chúng ta thường thường là cái con mái mà nó chịu thì nó lại hay rỉa con kia, hoặc là nó không phản ứng gì, hoặc là cũng có thể trường hợp là cái con nó vừa gù đấy là cái con mái nó gọi là, mình gọi là phụ nữ, nhưng mà hơi hung hãn một tí, hơi tợn một tí, hơi 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 thì chính cái con đó nó lại là gù trước, nhưng nó gù nhạt hơn, đúng không? Hoặc là nó gù như vậy thì cái con đực kia nó hiểu đực già thì nó bảo ôi rồi cô làng hăng thế, để anh điều trị. Thế thì cái con đực kia nó lại không thèm ngủ, mà nó lại tỏ vẻ như đàn canh, không thèm chấp, không thèm thái độ nhiều, không phản ứng nhiều. Thế thì chính vì vậy là chúng ta test cái bài này, là cái ông video hôm nay ấy, thì là mình nói là hai con này 50-50. Thế thì chúng ta nói nó khó hiểu hơn, và hẹn các bác ở một cái video sau, rồi em là gọi là em sẽ có cái bài test là chắc chắn có một em chim đực đấy, hoặc là chắc chắn có một con em chim mái. Thì để tránh bàn cãi ấy, thì chúng ta phải giả thiết, chúng ta phải chính xác, có nghĩa là chúng ta sẽ có một vài đôi chim và sẽ tách ra được một vài con chim mái đẹp đấy, hương sắc vẹn toàn, và chúng ta cũng tách được ra một vài đôi chim sinh sản tốt và đánh dấu con trống con mái rõ ràng. Thì chúng ta mang con trống đó vào những cái lồng test như thế này, để chúng ta test, để có mỗi một cái cầu thì đương nhiên hai con nó phải bậu vào thôi, và hai con nó bậu vào thì nó phải chạm lông nhau và nó phải nhìn thấy nhau, nó phải có thái độ với nhau. Thì đây là những con chim cơ bản, bản chất là mình nuôi trang trại, đâm ra là từ nhỏ đến lớn là nó là dòng chim gọi là chim công nghiệp. Chim nuôi thì các bạn biết rồi, nó không tợn, nó không hăng, không đánh cánh, không gì cả. Đực cái thả vào nhau thì gần như nếu như mà mình cứ gọi là nó không hăng như chim rừng đấy. Cái con rỉa lông hôm vừa rồi là mình sơ ý là có con mèo hàng xóm nó sang nó vờn một chút đấy, các bạn nhìn này, chính cái con vừa gù xong nó lại là nó lại rỉa yêu con kia, nó lại rỉa yêu con kia đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thế thì trong trường hợp này chúng ta biết làm thế nào đấy. Thì chính cái video hôm nay là em muốn các bạn mà dùng chim để test chim, là với cái giả thiết là luôn đúng, thì các bạn lên cho một con là con số 1, là con đực thì đã rõ đực và con cái thì là rõ cái nhá. Đấy thì là thường chúng ta lên tìm một con đực, gọi là đực đực nôm na là con đực rừng đi đấy. Đấy thường là chúng ta cho con mái là mái đẻ thuần rồi đi, thì cái độ đực rừng thì nó sẽ hăng hơn, và con mái thuần thì thường nó sẽ là không hung hăng bằng con mái rừng. Thế thì chúng ta là test nó hai vế nó rõ ràng, thế thì cái động thái của hai con chim nó sẽ khác nhau đấy, nó sẽ khác nhau đấy. Thì chúng ta ý cái video hôm nay em nói đây là chúng ta nên dùng chim để test chim về giới tính đấy. Thế thì thường con chim mái thì chúng ta thấy là gì, nó chỉ hăng trong cái lúc cái mùa sinh sản và cái lúc nó sắp đẻ thì nó gáy nhiều, nhưng còn cái nước gù nó thì nhìn chung là nó rất là nhạt đấy. Có những con mái các bác bán những con chim khách gần đây nó gù, nhưng mà nó chỉ gù gọi là nhạt, nó gù nó không nhiều, không căng đấy. Thì hẹn các bác ở cái video sau, em sẽ lấy ra một con chim đực đấy, tợn đấy, đảm bảo về những tố chất của con chim đực, và em sẽ
test mà 2-3 con chim nghe được, xem là từng con chim nó sẽ phản ứng như thế nào. Thì cái này là cũng là nó cũng như một cái giáo trình trong cái chuỗi chia sẻ về cái chủ đề chim cu. Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh và sẽ xem ở cái đoạn học tour. Nếu các bạn không muốn xem những cái lời nói nó diễn tả nó không được thoát như mình thì các bạn tua đến cái đoạn cuối video, thì nó sẽ có cái phần ở cuối màn hình, nó sẽ có những cái tiêu đề về những cái chủ đề mới về con chim cu gáy nha các bác nhé. Thì trong khuôn viên này thì em cũng dỗi dỗi em cũng làm một cái clip sơ sơ là như vậy. Đấy, thì clip cũng đã là trên 10 phút rồi. Đấy, ví dụ như cái đôi hai đôi này thì ok rồi, con đực đeo vòng ở chân đây rồi. Đôi bên kia thì con đực cũng đeo vòng bên chân bên phải đó. Đó. Thì thậm chí em cũng thả đấy, đôi bên này là con đực con cái rõ ràng này. Đôi này thì đẻ con sồi sồi rồi và âm thì là âm rất ok luôn. Con này thì em nuôi nó từ nhỏ, bón nó từ lúc bằng cái quả hồng xiêm gắn liền kỷ niệm em cũng không không bán. Đấy. Để đây nó gần người, thỉnh thoảng mình về nó trông nhà trông cửa, nó hù mình, cuộc sống nó đỡ trống trải. Những cái đôi này thì bác nào mà để thì em sẽ nhượng lại cho các bác này. Đối với em quy ước là cái con đực này này là đeo vòng đồng ở chân. Đấy, đây này. Cái chân bên nhìn từ đuôi lên là chân bên phải. Thì con này thì quy ước của em là hai con chim cùng một đôi chuẩn. Thì em đeo hai cái vòng. Đấy, với con đực thì em hay đeo ở bên chân phải nhìn từ đuôi lên. Nhưng trường hợp này là con đực này hay, đâm ra em đeo thêm một cái khuy đồng ở ở chân nó, ở chân của nó. Đây các bạn nhìn này, cái khuy đồng. Đấy, cái khuy đồng. Đấy. Cái khuy đồng của nó nhá. Thì con này là con chim âm. Đấy, con chim cái thì nó ở trên, nó nhảy lên trên. Đấy. Nó nhảy lên trên. Đấy. Thì đôi này thì nếu như các bác nào mà thích thì em để cho cái mức là 2,5 triệu. Đấy. Là với những bác nào mà vừa rồi trong cái tuần vừa rồi mà mua được cái con đôi chim nào sinh sản mà cảm thấy ưng ý thì đây cũng là một cái cơ hội chúng ta nên chốt. Bởi vì trong những cái cái mùa dịch này thì em cũng biết là xã hội nó cũng rất là khó khăn với mọi ngành nghề. Thì em cũng thường là em cũng hay có những cái chương trình giảm giá để thúc đẩy cái việc giao dịch và bán hàng trong đấy. Còn trong cái chuồng hôm nay á, thì em mới thả thêm một một đôi mà em cũng đấy. Thì cái con nào mà nó đứng cao hơn, nó đưa hay hay chọi lên đầu con kia thì nó là thường nó lại là cái con mà nó thể hiện là phái 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 mạnh. Có những con nó hăng, nó muốn trèo lên lưng con kia luôn thì con đó là chắc chắn là đực các bạn nhé. Không con cái nào mà nó hăng gù mà lại muốn trèo lên con kia cả. Đấy. Đấy. Đúng không? Về mặt giới tính thì nó muốn phô giao phối thì đương nhiên là nó mới trèo lên lưng, nhưng con cái hăng lên đâu thì hăng gù thôi chứ không thể nói là muốn vít vít đối thủ xuống và muốn trèo lên lưng đối thủ. Đấy đấy, thì em review lốt cái đôi chim này. Đôi chim này thì đạt cái độ thuần là siêu siêu thuần rồi, đẻ ấp tốt, nuôi con tốt, không bao giờ bỏ trứng luôn. Đấy là với cái mức 2,5 triệu là so với trước là nó cũng đã có cái tri ân khách hàng rồi. Đấy. Đấy, con mái nó bậu ở trên em muốn ghi lại để cho các bác xem. Thì cái phần thông tin thì em sẽ đưa qua. Đây con lên cầu trên ngủ cho này, ngủ đi. Ngủ.
Ô. Cái dòng chim của em là nó thường dạng nó là siêu thuần này. Thì thường thì em hay bón. Thì cái thông tin thì các bạn cũng nên chủ động kết nối đến cái thông tin như này của em. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là cái cánh cửa ô tô. Thì nó cũng thể hiện cái tên kênh và cái mặt hàng trên kênh cũng như cái số điện thoại. Cái số thứ nhất từ trái qua là số Zalo của em nhé. Còn để tránh nhầm lẫn về số tài khoản giao dịch thì các bác nên kết nối với em từ cái thông tin của cái bảng đây. Nó đầy đủ nhất. Cuối cùng thì em xin chúc các bạn có những cái được sở hữu những cái chú chim rất là hay để có cái cuộc sống vui vẻ, bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.